Chào mừng các bạn đến với triển lãm Mơ Xuân của nhà điêu khắc Lưu Thanh Lan. Chị là một thành viên trong câu lạc bộ nữ họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ở triển lãm Mơ Xuân, nhà điêu khắc Lưu Thanh Lan đã chỉnh làng một khối lượng tác phẩm đồ sộ với 118 tác phẩm bao gồm nhiều chất liệu, đồng, gỗ, gốm, v.v. Xem các tác phẩm của chị, kỹ thuật tạo hình với những khối lồi, lõm, với những nét đẹp đường cong trên cơ thể của người phụ nữ được chị khai thác tối đa, đưa vào trong các tác phẩm của mình. Triển lãm Mơ Xuân mang khát vọng của tình yêu nam nữ, tình yêu gia đình và trên tất thảy là tình yêu quê hương, đất nước, con người. Các tác phẩm của chị, dù ở chất liệu nào, cũng đều toát lên được tình yêu nghệ thuật, sự đam mê ngôn ngữ điêu khắc hiện đại, sự cần cù sáng tạo không ngừng nghỉ của người phụ nữ. Triển lãm Mơ Xuân đã tạo được một dấu ấn lớn trong cuộc đời làm nghệ thuật của điêu khắc gia Lưu Thanh Lan. Thật đáng nể thay. Chúc Lưu Thanh Lan giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết để sáng tác được nhiều tác phẩm chất lượng cho nền nghệ thuật điêu khắc nước nhà. Triển lãm Mơ Xuân diễn ra từ ngày 25 tháng 11 năm 2022 đến ngày 3 tháng 12 năm 2022 tại nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Một triển lãm đẹp, mời các bạn đến xem. Thank you.
Để mở đầu cho buổi khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ Lưu Minh Nam ngày hôm nay, tôi xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Xuân Thành, phó giáo sư, nhà điêu khắc lên phát biểu lời khai mạc. Xin kính mời thầy. Thưa các vị, khách quý và các bạn đồng nghiệp thân mến, chiều nay một ngày đầu xe đông, một ngày đầu đông xe đen xe lạnh, chúng ta có mặt tại đây trong không gian nghệ thuật ấm áp này để thưởng lãm tác phẩm nghệ thuật và chúc mừng buổi lễ khai mạc triển lãm điêu khắc cá nhân của nữ điêu khắc Dương Quân Lan và nhân niệm chung. Từ khi bước chân vào phòng mình ngày này, cảm giác thoáng thở bởi số lượng tác phẩm điêu khắc với kích thước không hề nhỏ được thể hiện trên những chất liệu đá, chất liệu quý như tạc, đồng, cốt, gỗ và sức hút về đẹp tạo hình từng cách họ. Thì như đã chế ngự cảm xúc ánh nhìn của chúng ta. Nhìn không gian như trọng đại của ta còn sáng tạo thế nào là cho tất cả cùng tìm về sự làm việc bên mình theo ta. Sự chịu đựng vất vả nhọc nhằn vì và vì nó tất cả phải đánh đổi bằng cả bao đời để thân phận của mình trả giá bao thời thời gian công sức tiền của và nhiều các phương tiện trong suốt 3 năm qua thì đã sáng tác được các bạn nhìn ra là những tác phẩm trưng bày hôm nay là một phần trong số lượng và không ngừng nghỉ rời những tác phẩm để tiếp tục sáng tạo ra những tác phẩm mới bằng tình kính không giới hạn như là dành cho những con tinh thần của mình. Thưa quý vị, các bạn có thể tổ chức nhà điêu khắc Lưu Minh Nam được sinh ra và lớn lên ở vùng quê đất tổ của Hùng. Mời họa sĩ Ngô Đại Tinh lên phát biểu lần. Thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn, hôm nay tôi rất vui mừng phấn khởi được đến dự triển lãm của Lưu Minh Nam. Phải nói rằng đây là một triển lãm cực kỳ đẹp, cực kỳ phong phú và rất là kỳ lưỡng. Triển lãm này tôi nghĩ rằng chúng ta phải có lời khen ngợi đến tất cả bởi vì một người phụ nữ mà làm số lượng nhiều như thế này và xét nghiệm rất nhiều phong hồn con gấu đất nung gỗ đá mà tôi chỉ tất cả mỗi tác phẩm của chị đều chỉnh chu để kết thúc. Tôi biết là chị ra các chị là phụ nữ thật bất uất về đây từng lên phố lại để nằm ở trên cái này để về bắt chạm với làng nghề và hoàn thành cửa hàng thì tôi thấy đây là cái triển lãm để thấy được cái tinh thần rất chịu khó rất chăm chỉ của một nữ tác giả để chúng ta nhìn đẹp hơn những nữ tác giả trong cái bài hôm nay. Triển lãm của chị Lưu Minh Nam của chị là hầu như phong cách là hiện thực mà cực kỳ hiện đại, cực kỳ mới. Chúng ta xem không nhàm chán, hình phối rất đẹp và cái này tôi nghĩ rằng sau triển lãm này các nhà điêu khắc chúng ta có lẽ cũng mở ra cái trang mới sẽ làm việc nhiều hơn nữa và phong phú như chị đang trong dịp phát biểu này. Tôi chỉ xin là thôi cho mặt tất cả người xin nhiệt liệt chúc mừng chị Lưu Minh Nam có một triển lãm Thank you.
chúng ta cũng có bí mật, có nhiều lắm, nhiều tất cả các bạn. Thế là mình nghĩ thì là đi lưu thời gian đó. Thank you.
không tốt đẹp. Thank you.